bảo vệ hết cho ta. Gặp đứa nào giết đứa đó. Dạ. Dạ đại nhân. Hai người đi qua đó. Dạ. Dạ. Còn lại theo ta. Dạ. Dạ. Rừng xanh, núi đỏ, yên tĩnh quá. Ta ước được phiêu du tự tại những nơi như vậy. Làm sao? Ngươi phải cho bá thiên giết Khâm Sai. Còn nếu không, chính ngươi phải xuống tay rồi tạo hiện trường giả, đổ tội cho bá thiên. Giữa tên bay đạn là không có ai nghi ngờ đâu. Cứ đang nghĩ gì vậy? Dạ không. Tại con nghe đại nhân nói vậy á, cho nên con cũng cảm thấy là muốn ở lại nơi này. Đứng lại. Tôi muốn gặp chủ soái. Chủ soái, có phục binh, chạy đi. Chạy đi. Có chuyện gì? Có phục binh, chạy đi chủ soái. Có phục binh hả? Chủ soái, hãy để đệ giết tên Khâm Sai xảo trá đó để dằn mặt triều đình. Khoan đã, cứ để coi chuyện gì. Rõ ràng người của Khâm Sai đại nhân nói là muốn gặp chủ soái á. Không lẽ là có hiểu lầm gì ở đây? Im đi. Mày là thằng đòn sóc hai đầu, mày muốn gài bẫy chủ soái đúng không? Tôi không có. Nè, bình tĩnh. Chủ soái, cứ chờ coi chuyện gì xảy ra. Dạ. Để tôi chạy phía dưới coi sao, rồi tôi về tôi báo nghe. Nè, chàng trai. Đệ, theo ta. Dạ. Ta đã nói chỉ có một mình ta, tay không tất sắt đi gặp bá thiên. Ai cho quan binh đi theo? Dạ tướng nhân cũng biết nữa. Chắc là triều đình sợ đại nhân gặp nguy hiểm á, cho nên âm thầm cho quân bám theo. Làm như vậy ta mới gặp nguy hiểm, bá thiên sẽ mất lòng tin, không có băng đảng nào còn tin cái sự bắt tay của triều đình nữa. Để ta ngăn họ lại. Đứng lại. Người xin lỗi ngài, tiểu nhân đành phải đưa ngài về nơi chín suối, cũng như để ngài nằm lại nơi rừng xanh núi thẳm đúng theo ý nguyện của ngài. Ai ra định cho ngươi nói? Không một tấc sắt trong tay ở chốn không người này, ngài cũng chỉ là một kẻ tội nghiệp sắp chết, mất hết uy quyền. Tội thiệt, chốn quan trường gió tanh mưa máu là như thế này đấy. Xin lỗi ngài. Quan Khâm Sai, ngài bị thương rồi, ngài có sao không? Có sao không Quan Khâm Sai? Bá Thiên đâu? Đúng là gậy ông đập lưng ông. Ông định gài bẫy ta, không ngờ lại bị thuộc hạ ra tay trừ khử trước. Không có cái bẫy nào hết. Nhìn đi, ta đi mình không? Nếu đó là bẫy thì có kẻ nào đó muốn hại ta để mà phá bệnh cuộc gặp này. Phải rồi đó chủ soái, Khâm Sai đại nhân muốn bắt tay với ngài á. Người bắt tên lính về phủ giùm ta. Dạ. Chủ soái, chính tên này nói với thuộc hạ tên Khâm Sai muốn giết chủ soái. Nói, hạ sai người đâu? Tôi chủ soái có mai phục, chạy đi chủ soái, chạy đi, chạy đi ngay. Vô dụng, có gì cổ con gì làm cũng không xong, người làm tốn tiền của tao quá.
mất cái đầu rồi không có xài được. Vô dụng. Đi.